Hello, xin chào các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay là cái ngày mà mình bắt đầu tiếp theo cái chuỗi vấn đề bị thất nghiệp cho các bạn. Thực ra thì lúc đầu mình cũng buồn lắm, nhưng mà bây giờ mà buồn thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả, nên là thôi mình sẽ tìm cách mình bắt đầu lại nè. Mình chọn cái hướng đó là mình sẽ chăm sóc vào nhà cửa của mình để cho cái đầu óc của mình nó thảnh thơi nè, xả stress nè, không suy nghĩ nhiều nè. Hôm nay mình đi ra ngoài chỗ bán hoa các bạn, mình thấy có một cái cây hoa. Mình cũng search trên Google rồi, hoa này nó tên là hoa huỳnh liên, màu á, một cái màu vàng á, nhìn nó rất là có sức sống. Thì hầu như mình đi ra đường bây giờ mình thấy người ta trồng cái hoa này nhiều lắm, ngoài hoa giấy nè thì cái hoa này là rất là phổ biến ở dưới cái khu vực mà miền Tây nông thôn mới á. Mình đi xuống dưới á, mình cũng thấy là có cây hoa này, nên là quyết định là chạy vô trong cái chỗ bán hoa tạo ngay một chậu hoa liền. Về thì cái chậu hoa này người ta trồng ở trong, chủ yếu là người ta đã bán cho mình, nên người ta trồng trong cái chậu là bằng nhựa tạm thôi. Về thì bây giờ mình phải thay vô trong cái chậu, thay đất lại nè. Do là cái cây hoa này nó cũng đang là nở hoa, nên là mình cứ nhẹ tay ha, rồi mình thay đất cho nó, thay mới, bón phân lại cho nó. Cây hoa này cực kỳ dễ sống luôn nha các bạn. Mình đi dọc cái đường mà đại lộ Võ Văn Kiệt đi qua hầm Thủ Thiêm á, mình thấy ha, ở giữa con đường á, người ta trồng rất là nhiều cái cây này luôn. Mặc dù là nắng nè, gió khói bụi nè, bạn tưởng tượng đi cái thời tiết mà ở thành phố Hồ Chí Minh này á, cứ trưa 36-37 độ, nhưng mà nó vẫn sống được nha, nó vẫn trổ bông rất là đẹp luôn. Nhìn đó, nó rất là mang lại cho mình cái sức sống và cái nhiều cái năng lượng á, nên là thôi mình mua về mình ngắm nó cũng vui mà, đúng không? Thay vì á, mình ngồi mình cứ ủ rũ hoài, thì mình thấy đi một cái cây hoa mà nó phải chịu tác động bởi biết bao nhiêu cái khó khăn của thời tiết mà nó vẫn vươn lên nó sống, thì mình, con người mình cũng vậy thôi. Thất nghiệp thì cũng chỉ là chuyện một lúc nào đó thôi, do là con người mình đi làm cả đời mà, đâu phải là một ngày một bữa đâu. Nên là cứ tranh thủ mà lấy lại tinh thần. Nếu mà mình không làm được công việc này thì mình làm công việc khác, miễn sao là mình có thể vận động nè, còn mình có thể làm việc nè, mình có thể kiếm được tiền, rồi mình có thể tự lo cho bản thân một cách cơ bản nhất là đủ rồi. Bên kia mình có trồng đậu rồng với lại mướp nữa, mình gieo hạt mấy bữa nay nó lên cây rồi nè. Đợi chừng nào mà nó lên mọc thành vàng thì mình sẽ quay video cho các bạn xem ha. Mình có một cái câu nói rất là hay, giống như là mình tự an ủi bản thân mình á, là còn được chấm công còn hơn là chấm hết nha các bạn. Nên là mình cũng khá là mắc cười á, lúc mà mình đi làm á, mình chấm công á, thì mình phải cảm thấy áp lực về mặt thời gian nè, mình phải đi sớm, mình rất là sợ kiểu như mình chấm công trễ cái mình sẽ bị trừ lương, rồi mình sẽ bị thầm len các kiểu nè. Nhưng mà cuối cùng khi mà hết chấm công rồi sao, cuộc đời nó cũng sẽ trở nên bớt nghiêm khắc hơn, thấy cũng vui, nhưng mà chắc không duy trì được lâu. Nói từ nãy tới giờ thì mình cũng làm xong cái chậu hoa của mình nè, các bạn nhìn ngắm xem, nhìn nó vàng tươi luôn, nhìn có năng lượng không? Các bạn nào mà đang trong tình cảnh của như mình á, thì thử sao, mình sẽ chọn cái hướng mình trồng cây hoặc là mình ở nhà mình thư giãn một khoảng thời gian, rồi mình sẽ bắt đầu lại ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, nhớ subscribe và ủng hộ kênh của mình nha.